Bữa nay tiền mồi cũng trăm mấy anh nha. Ha ha, được chiếc dài trời. Chiếc dài gì của gì cô tắm. Bữa nay hên rồi. Cười. À. Gì? Gì? Được hang, được hang, được hang. Gì? 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 Con. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Phía trước màn hình là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Anh Nghĩa đang chuẩn bị cân tôm lóng với lại tép nhỏ của anh hai mình. Anh hai Tùng hổm gầy đặt lú á, à, được mớ này nè. Đang nhảy sụt sói không? Phải vậy chứ. Anh Nghĩa cân mớ tôm tép này để làm mồi bóc câu. Chưa, cọ này ăn cắp trước con. Giờ cái này kêu là sao ta, mình test anh nhỉ? Rồi là mình test thử đó không? Đúng. Coi mồi này nhảy không ha. Mua tép cũng có tờ thử nữa ta. Thì anh nghĩ mình móc vô cần câu cá sủ rồi nha. Hy vọng dính con cá sủ chừng 1 kg cũng được rồi. À, 1 kg luôn hả? Trời ơi, mồi vậy là mồi bén dữ rồi nha. Dính 1 kg trả tiền tép lại nha chạy. Giò cẳng cái này yếu quá. Rung quá. Bán hả? Tưởng rồi ăn hôm qua mà chị làm. Vậy cha mẹ đã bắt được làm gì thì cho con ăn chứ làm gì, không? Thì con này con kiếm để hồi. Tôm cái này gọi là tôm lóng nè cả nhà. Ê, nó bay nữa rồi. Thì có mấy con tép nhỏ. Tép này tép nhỏ. Anh Nghĩa hôm nay đang câu mồi tôm lóng. Thì đây là công đoạn mình đi cân mồi. Bình thường thì mình phải lên chợ mình mua, mình lựa. Còn trong khi ở đây được cái anh hai chị hai mình đặt lú có. Thì tôm nó mạnh hơn nè. Chứ lại có sẵn mình thổi đi. Có con tôm bự ha. Tôm trứng thả vô nuôi nha. Nuôi gì? Thấy vô nuôi. Quá trời nuôi được á. Lựa ra, còn cái phần này là phần mình cân cho anh Nghĩa nè, bán cho anh Nghĩa nè. Mấy con này là vừa móc mồi lắm đó nè, vừa lắm luôn. Cá sủ khoái lắm. Là hết hồn bà. Rồi bỏ lên cân. Dạ rồi. Ghi mấy anh nghe? Ký mốt. Cũng lại là 1 kg mốt. 1 kg mốt. 1 kg mốt. Cầm sẵn luôn đổ đâu nữa. Tưởng là đem luôn đổ. Sau khi cân thì anh Nghĩa bỏ vô cái gọng cho nó mạnh. Rồi. Tối nay chiến anh Nghĩa. Tối nay anh em mình chiến đấu nha cả nhà. Ê, còn đâu con tép. Đâu? Trời. Ê, con có 300 gram. Trời ơi. Bi nhiêu thì bi, còn bao nhiêu thì ghi. Ghi. Anh Lộc dân có không? Ừ, cái ổ đạn kèm bò gì kìa. Ôi hả? Cảnh tế bệnh. Vậy không ăn lớn luôn. Vậy là được cơ hội nghỉ khỏe. Quên nữa. Đây là cái phần chị hai chừa lại nhà mới kho tàu ăn nha hai. Anh Nghĩa thì đang chuẩn bị để đi móc mồi giăng câu cả nhà. Thì mình giăng câu cái mồi tôm lóng này á, với tép nhỏ này á, mồi này mồi sống á. Nên anh Nghĩa sẽ đem cái này theo xuồng, rồi mình móc con nào thì mình thảy xuống con đó luôn, làm thời gian lâu lắm. Nên
Tùng xin phép cả nhà thì Tùng có việc á, rồi xin phép cả nhà thì Tùng sẽ không đi theo anh Nghĩa, đợi lúc anh Nghĩa đi cuốn câu thì mình mới đi theo, chắc tới tối anh nhé. Vậy này chiều nó thì tươi quá, nó mình buộc phải để vô cái đục xuồng đó nha, mình để vô đó đặng có nước nó chảy ra vô cả con tôm nó sống. Rồi khi mà mình móc á, mình cũng móc nhúm, lấy nhúm lại với mình móc à, mình hốt 5-7 con, chục con rồi đó, mình móc vô xong rồi mình hết cái mình mới thêm, nên thời gian lâu lắm. Đây là cái gỗ câu mà anh Nghĩa mình đã phao ra sẵn rồi nè. Đó, khi mà mình cuốn câu về thì dây câu nó tùm lum hết trơn, về phải phân ra rồi mình coi cục gạch nào đứt á mình thay vô, rồi mình xếp theo thứ tự nữa. Đó, lưỡi sẽ móc theo cái dành của cái gỗ. Anh Nghĩa mình chuẩn bị phao với lại dây phao, cờ, đèn. Đó, đêm có cái đèn nữa nha. Thì đây là những dụng cụ cần thiết để mình đi làm câu lưới ở quê mình. Rồi chúc anh Nghĩa văn theo như ý muốn nha. Rồi. Ưng ý nha, đặng dính cá bự coi. Chiều nay tối nay quay cho cả nhà xem. Anh Nghĩa mình hồi chiều đã văn xong cái đường câu rồi. Giờ này anh em mình nè đi thăm câu. Tới giờ rồi cả nhà ơi. Dạ rồi. Lên đường thôi. Dạ, cái cuốn lần lần lên được rồi. À. Nhằm chiều giờ. Đứng nước đi. Trong này đi xuống. Thì trong lúc anh Nghĩa văng đường câu này á cả nhà, thì anh Nghĩa có bổ thêm tay lưới. Hồi nãy trong lúc chờ nước á thì anh Nghĩa mình có cuốn tay lưới nè, dính được mớ học trò. Bữa nay học trò đâm mạnh quá anh Nghĩa ha. Ờ. Mấy chục con. Có cá sấu nữa ha. Ừ. Sấu nhỏ. Cỡ hai mấy ba chục con. Cá là bự không ha. Dạ. Tiếc ha, nãy phải đi theo anh Nghĩa quay cái clip này cả nhà xem hay à, nhiều cá quá chừng luôn. Thì nước cũng còn lên nữa nha, nhưng mà anh em mình chạy xuống đây để mình canh. Nhưng mà giờ anh Nghĩa quyết định là cuốn câu luôn, không chờ nữa. Còn được có một đầu dây đó. Đầu kia mất tiêu rồi, đứt cây gà chết luôn. Dạ. Qua đầu mỏ này lại khỏe à. Sợ đầu mỏ này gướng. Bữa nay có lý nha, hết mồi nha. Yeah. hết mồi là im ạ. Giang tôm không mãi mà đã hết rồi mà không có cá trời. chưa nghe cá nào chạy hết. Tình hình đang căng thẳng đấy hả? Hết nồi nhiều sợ luôn mà không có cá. Cá ốc gì mà gì á dữ. Nãy giờ câu lên cũng nhiều rồi nha, mình chưa mở hàng gì hết. Giang tôm không mà hết rồi.
mắc tiêu đầu. Cá ăn hay quá, mắc tiêu đầu. Cắn mà nó cắn phần nửa nó chừa lại anh nhỉ. Chưa nghe được con gì giật rừng câu không? Nghe rột rột gì giống dính đường câu của chú Khanh quá. Rồi dính lòng mà. Dính lòng ủi này mới chết nè. Hảo biết đường đâu gà nè. Cái vụ này mới căng nè. Qua khỏi này khỏe liền. Ôi ôi, dính tuột tới tuột lui luôn. Căng dữ vậy. Khúc này dây nhỏ nữa. Ủi cái đứt liền. Ủi anh nè. Ủi vậy. Chắc đứt quá. Bữa nay khó khăn quá. Vừa thất cá không, chưa dính con gì mà đứt đường câu nữa. Gặp nạn rồi. sợ ngay đầu mỏ này mà cuối cùng cũng không thoát khỏi. Hồi nãy bị nước nó chảy nó lướt rồi. Lục bình không nè nó lướt nè. Lục bình không nó lướt nó chìm hùng nè. Hên quá, tưởng đâu xong phim nè. Thôi làm lại anh ơi. Lục bình đè quá trời luôn. Bắt đầu mình làm lại. Ở trên kia thì chưa có được cái con cá nào hết trơn mà bị đứt câu. Gà cũng lâu lắm nên thôi chạy xuống đây cầu mai kiếm cái phao ai nhiều hơn còn. Vậy là may mắn lại rồi anh nhé. May mắn rồi. Hên rồi. Hên lại rồi. Hên lại rồi. Tự nãy giờ xui xuống đây gặp được. Giờ hên rồi. Rồi ơi. Dính gốc mà cái này mới là xui nè. Hên lên luôn. Hên lại hả? Hên lại rồi. Trời ơi đâu mà cấp kỳ vậy. Trong mặt vậy nghĩa à? Dính gốc mà. Xuống đây thì chắc nó trống lỏng rồi. Thì nó đã ít gốc lắm. Dạ. Rồi dính lòng. Mới hơn đây mà nó giờ là chuyển là xui rồi. Lòng nè. Xui rồi hả? Ừ. Lẽ hả? Lòng nè. Lòng kéo được sực rướng lại nè. Trời ơi. Đứt cái nửa bát luôn ạ. Trời ơi.
bữa nay đâu mà xui tới dữ căng gì dư này lại trống lỏng đó mà sao mà bị gướng cái lên luôn lên hả lên rồi hên lại nữa rồi đó nó mệt đứt hơi thiệt tình chứ gặp nạn không đó. gặp nạn suốt luôn dạ cái này hồi đó dây cắt cũng hơi nhiều rồi ha ok vô gắt nhóc chưa nó mới vô cái chỗ vị đức hồi nãy làm sao lần sau đổi dây mới lại được dây bự hơn luôn con mới chưa về hả nhỉ mới về chiều về chiều coi mai rảnh không tớp là đợt này là xài viền bự hơn hả viền bự hơn đi có gốc đồ ủi cũng dễ trời ơi con cái sủ hỏng dính mà dính hè khủng cái bào đó bào phía trong của bào thức ăn đó khúc cái này cũng hết rồi như khúc chở nè trời ơi con gì vậy con lạc đau mất tiêu hết rồi khúc đuôi rồi cá lạc nó ngủng không bị con gì ăn rồi chứ cá lạc dài lắm nãy anh em đó cá sấu thôi lại hai anh nghĩa hào mới hèm con cá sấu cái này lâu hết sức ạ lâu lắm gần nửa cái thao câu mới mở hàng cá dưới đây ăn mồi nhiều quá hao mồi hao mồi sợ hao cũng nhờ là anh Nghĩa mình vừa giăng câu mà giăng lưới nữa hồi nãy cuốn được mớ này cũng vừa vững tâm lý rồi ha chứ gặp mà không có cái lưới nãy giờ kéo câu mà hiu quạnh kiểu này là thấy lo lắng rồi đó lo kiểu này là lo liền rồi yeah. Không thấy cá này lo rồi chắc rồi bữa nay tiền mồi cũng trăm mấy hả nha ha ha được chiếc dài hai trời chiếc dài gì của gì cô tắm đúng rồi đó đi ghen vô trong chuyện hả anh nhỉ chiếc dài của cô tắm rớt bữa nay hên rồi cười cái gì được hang chỗ cái gì đúng rồi lấy vợt gì con cái ghét đó lên lại rồi cả nhà ơi trời ơi nãy kéo câu điều hiu không biết nói gì luôn có cá là có chuyện nói à con cá mà dính nguyên về lục bình này kìa đó vô con cá ngát cá ngát á cái phần gai của nó rất là nguy hiểm gai nó có độc mạnh lắm nên ngư dân mình khi mà dính nó là bẻ gai đa phần là bẻ gai nè cũng có một vài trường hợp là mình không bẻ gai em nhí mình lâu lâu cũng mấy con nhỏ hổng bẻ luôn
Nói chung mình bẻ thì ăn còn, nhưng mà con cá nó sẽ bị mất sức. Ghê lắm. Dạ, nói chung mình bẻ đi cho nó chắc ăn. Đây coi. À, để đi em đậm nha. Thì đối với con cá ngát này á, mình sẽ để nó vào cái đục xuồng cho nó mạnh. Còn cá sấu á thì mình để nó ở ngoài gỗ. Đó, thêm con nữa. Có gì? Ngát nữa. Ngát nữa. Con này lên luôn, con này nhỏ hơn. Bữa nay cá nó ngát ăn rồi vậy. Dạ. Lỡ rồi để Nghĩa thảy vô đây luôn rồi mình bắt một lượt. Đây là cá ngát chứ không phải cá chê nha cả nhà. Có rất nhiều quý vị khán giả nói nha, cá chê nhưng không phải. Cá ngát cái đuôi nó nhọn như nè. Còn cá chê cái đuôi nó tròn. Cá tròn ngát, hơn. Cá ngát thì nó ngon hơn nhiều lắm. À, một con. Mình cho nó trong cái này cho nó mạnh. Nó chạy. Con này con bự nãy nè. Cái nhà coi nè, anh Nghĩa bẻ mình bẻ cái gai rồi nè nha. Nó bẻ cái gai rồi chứ cái chót gai này mà nó có quẹt vô tay mình ha, chứ mình cũng tăng tăng thấy vậy. Vụ còn đây là những con tôm lóng nè, này là màu tàn, con này còn mạnh, có mấy con này nó trắng là nó chết á. Trời ơi, thêm chiếc dài nữa trời. Rồi chiếc dài nãy bỏ chiếc này lụm. Trời cá ghét nữa. Bởi vì bốc mà không để ý là coi chừng nhanh kìa. Ừ. Nguy hiểm. Sợ nhất lại cá ghét nhỏ này nè. Dạ. Yeah. Bắt luôn, nấu chua ăn luôn. Chứ giờ cầm nó mà để gỡ cái lưỡi cũng cả vấn đề ạ. Ừ. Bởi vì thôi thà là bẻ gai bắt luôn ha. Con nhỏ nó càng nhỏ nó càng nhảy nhiều. Dạ. Nó nhồi. Nhồi ha. Dạ. Càng nhỏ càng sợ nhiều hơn nữa. Ồ, lên hàng bữa nay có lý à nha. Xuống đây im à. Con cá sấu đó cả. Hên lợi mà. Hên lợi. Bữa nay 150.000 mới đủ vốn nha. Bây giờ được 100.000 rồi đó. Chưa đâu. Cái ngát phải ba con một bằng một cỡ bự nãy á. Thì có thể lấy giống hai con kia nhỏ xíu. Bây giờ coi như là nhiệm vụ trước tiên mình là lấy giống trước đi. Ừ. Lấy giống xong mình mới nghĩ tới chuyện có lời được. Còn đỡ hơn lại hồi nãy trên kia cứu xuống một khúc luôn, không có con nào. Dạ. Bữa nay hết mồi sớm ghê ha. Ừ, sạch sẽ mồi luôn. Cá nay ăn mạnh. Ba con cá nhỏ gì nó rỉa mồi vậy hết trơn. Ốc ăn nhiều. Ồ. Oh, đủ vốn rồi. Sấu anh. Đó bự. U, có ly. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ lấy giống màu trâu đã thành công rồi cả nhà ơi. Đó. Đủ vốn. Thấy cái gung ginh cái xuồng. Đây là con cá sủ mới lên, nó bự hơn hai kia dữ dằn. Cái con dính thứ hai nó vàng khe hả cái nè. Vàng cá. Đỡ rồi. Còn con nữa. Khúc cái này bữa nay có lý à.
Nãy gì đâu mà. Xui rồi, dính rồi, xui rồi, cái lên cái hên rồi. Vừa nói hên cái nó dính lại cái xui. dính lòng. Bây giờ dân câu hỏi trúng cá không, hên xui. Hên xui. Vậy chứ vừa hên vừa xui đen đang xen ha. Ừ. Lẫn lộn. Quá chừng. Nhiều, rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những lúc mà anh em mình rất là gầu. Có những lúc mà cá lên vui dữ dằn. Dạ, bắt đầu có lời rồi đó. Bắt đầu có lời chút đỉnh rồi đó. Ồ, hay. An mất tiêu cái đầu rồi. Cái đó còn cá ăn đó. Đó. Giờ con cá sú nữa nè. Rồi. Lời. Vô con nào là lời con đó. Mình lấy vốn rồi. Tự nhiên tâm lý mình nó nhẹ lại liền ha. Hồi nãy công nhận căng thẳng quá. Thôi tới khúc nãy vắng lại anh nhé. Ừ. Vắng. Làm như như cá có khúc hay sao? Đứa này em mới lo anh. Dài về hướng cái chỗ mà nãy bị đứt á. Thôi rồi, con xanh kỳ nó bự. Xanh kỳ hả? À. Anh nghĩ mình dính con cá xanh kỳ khủng luôn rồi. Chưa bé gai. Ừ, quên mấy cái này nữa. Bỏ đại luôn đi. Cho nó mạnh luôn cái gì. Ồ. Cái này nhỏ nhỏ không ra. Càng lên khúc trên này nó vắng hơn ha anh nha. Ừ. Vậy là cá nó ăn khúc dưới mạnh hơn rồi. Khúc dưới mạnh hơn. Ừ. Mai mốt vàng ngược xuống. Không rồi lên đầu trên này không. Lên đầu trên này cá đó ăn yếu xìu à. Ở đây cũng có hú hoa sa nữa nè. Ừ. Nhiều lắm mãi. Mà hổm gài gian ít xuống đi. Không phải dính. Lúc trước lại gian dính liền luôn. Cá bự không. Gian mồi tôm lóng này cá hú ba sao khoái lắm. Yeah. Nó bự. Thảo không nghe động tĩnh gì hết. Rõ ràng là trên đây cá ăn ít liền. Ít thêm chứ ở dưới làm lia chia chứ nha. Lên đây một khúc tự nói gì xa sợ luôn. Đầu trên đó xuống đây cũng như nửa đường câu rồi đó. Không có. Dạ. Dạ, giờ này 11 giờ mấy à hả? Bây giờ là 23 giờ 15 phút. Thôi thôi. Tuột dây. Có cá cũng sảy luôn. Tuột hoài luôn. Yeah. Trời ơi, cái gì vậy? Xanh kỳ nữa vậy? Ừ, xanh kỳ bự. Trời ơi,
này dính luôn mấy cái sinh kỳ khủng khủng không ta? Khủng khủng luôn. Hết biết cái sinh kỳ bự. Con này dám 20 ngàn anh nha. Ừ, hơn nữa. Đó. Thôi vô, tưởng nó con cá sủ. Gì vậy nè? À, giờ từ từ dưới lù lên kiểu này nè. À, tổ nồi cá sủ không chứ trắng hả? Trắng từ dưới phịch lên. Kiểu này con cá sủ phải mười mấy ký. Tổ nồi cá sủ không chứ tạ dạ ở dưới nó từ lên rồi hết biết không nhỉ cái bao. Hello anh nha. Hết rồi. Dạ rồi. Chỗ này nãy bị đứt nè cả nhà. Thành quả được có nhiều nữa à. Dạ. Phan nữa câu hát không? Dạ, hát câu cả nhà. Mình được mới cái học trò, do anh Nghĩa mình văn lưới 8 có được. Còn trong đục á thì mình được mấy hai con cá sinh kỳ bự nè. Sinh kỳ là hàng VIP á cả nhà. Dư được ba con cá ngát. Cái gì này nó trốn đâu rồi, nó bơi này kia, cái đục trong ghe này có nghĩa bự lắm, nó thông lại bên kia đó. Còn cái phần cá ở trong cái gỗ thì mình được 7 con cá sủ anh nghĩa ơi. Dạ 7 cá sủ, con cá phèn, cá nhỏ nhỏ thôi ha. Con này thấy trọng trọng, còn 6 con kia nó xíu nhỏ. Giang này cái kiếm thì tiền tép lại gì. Dạ, cái này thì không có lỗ nhưng mà cũng không có lời nhiều. Không sao. Đấy. Nãy đỡ hơn hồi nãy đang lo lỗ đây. Vậy rồi thì bữa nay cũng tương đối trung bình thôi cả nhà, không có nhiều. Mong cả nhà xem đỡ nha. Hồi nãy phải em quay được cái đoạn lưới của anh Nghĩa này mới đỡ nè. Quá tiền cá. Cho cả nhà. Đây là cái học trò đó nha. Này cá này thì để nạo làm chả chứ mình chế biến tươi nó không có ngon. Xương nó nhiều lắm chứ gì. Vậy rồi thì bây giờ Tùng kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Bye bye, bye cả nhà.